Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 thì đội đua VOS Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành được vị trí quán quân nội dung đồng đội và năm nay thì đội cũng đặt ra mục tiêu như vậy. Tuy nhiên thực tế diễn biến trên đường đua thì lại rất nhiều khó khăn bởi năm nay đội đua phải đối mặt và cạnh tranh với rất nhiều đối thủ mạnh như là đội tập đoàn Lộc Trời, đội Bylife Đồng Nai và các đội đua quốc tế nữa. Và chúng ta cùng xem đội VOS Thành phố Hồ Chí Minh lúc này đang làm như thế nào để vượt qua được những áp lực này. Trước khi giải xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen diễn ra, ít ai có thể nghĩ đến viễn cảnh VOS Thành phố Hồ Chí Minh, đội đua đương kim vô địch lại gặp nhiều khó khăn đến như vậy. Sau tới 6 trận đấu lần đầu tiên, những người yêu xe đạp nước nhà mới được chứng kiến cú nước rút mạnh mẽ vốn thường thấy của Lê Văn Duẩn. Qua mấy trận vừa rồi thì em nghĩ mình đã cũng tuổi xế chiều rồi, thì nên thi đấu rất là mệt. Cái lúc mà đội Hàn Quốc lên kéo vô tốc đầu thì em rất là đuối. Trong đầu cứ nghĩ chắc bỏ cuộc quá chạy không nổi, nhưng mà em cũng suy nghĩ lại là nhớ cái trận này của cúp truyền hình em gặp tai nạn, thì cái lúc mà mình bị đau như vậy mà mình ráng về được, còn bây giờ mình không bị gì hết, tại sao mình lại bỏ. Kết quả thực tế trên đường đua đã chỉ ra đội đương kim vô địch đang bị tụt lại phía sau so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trước khi đua thì tụi em cũng đặt mục tiêu, nhưng mà mình thể thao mà thắng thua là chuyện bình thường, tụi em cũng không áp lực nhiều lắm. Thêm một lý do nữa được đặt ra là phải chăng khi VUS chơi với 100% nội lực đã khiến đội đua này bắt đầu bộc lộ những điểm yếu. Đội Thành phố Hồ Chí Minh từ xưa đến giờ có thể nói là thi đấu tinh thần đồng đội rất là cao, vì vậy vấn đề ngoại binh không phải là vấn đề quan trọng đối với lại tập thể đội Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể hiểu được tâm trạng của Mai Nguyễn Hưng ở thời điểm này, khi anh chính là điểm tựa tinh thần cho các tay đua trẻ trong đội. Vấn đề với VOS Thành phố Hồ Chí Minh lúc này là phải duy trì được sự lạc quan cao độ. Đường còn rất là dài và chưa kết thúc ở mức cuối cùng thì chúng ta chưa có thể nói được gì xảy ra, và em cũng vậy và toàn đội rất là lạc quan sẽ đấu tốt đến ngày cuối cùng Thành phố Hồ Chí Minh. Có một câu nói rất hay, hạnh phúc là con đường, nhất định không phải là đích đến. Và có lẽ nó đang rất đúng với VOS Thành phố Hồ Chí Minh. Dù bất luận điều gì đang xảy ra thì điều quan trọng là toàn đội vẫn sát cánh cùng nhau đi chung một hành trình.